Xin chào quý vị đạo hữu đã quay trở lại với The Fancy Dev Channel. Ở video số 5 trong cái khóa học lập trình Golang căn bản, thì ở video này mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho quý vị đạo hữu làm quen với những cái bắt kịch gọi là Standard Library của Go và cái cách để mà mình tìm hiểu, mình tự tìm hiểu để mà mình có thể làm được cái việc đó thông qua Docker của mình. Đó. Thì ở trong những cái bài trước thì mình đã tìm hiểu là làm như thế nào để mà mình chia bài, mình in ra những cái lá bài. Thì mình sẽ tiếp tục sử dụng cái ví dụ này để mà mình giới thiệu cho các bạn tiếp những cái tính năng tiếp theo ở trong cái bộ bài mà mình đang phát triển. Thì tiếp theo mình sẽ phát triển tiếp một cái tính năng gọi là lưu cái bộ bài nó ra một cái file. Đó. Thì khi mà mình nói tới chuyện lưu file thì chắc chắn nó sẽ dính tới cái IO rồi. Không, mà ví dụ như là mình là một cái người mới hoàn toàn, mình chưa biết gì hết, mà mình muốn tìm hiểu coi là làm thế nào để có thể lưu một cái đoạn văn bản gì đó, lưu cái gì đó ra file ở trong Go, thì mình làm sao? Thì đầu tiên cứ bật máy lên, rồi lên internet, bỏ gõ vào Google, đó, Golang save file. Đấy. Đây. Thì các bạn sẽ thấy là nó trong này nó sẽ có rất là nhiều cái ví dụ để mà mình tìm hiểu. Thì đầu tiên là mình cứ Google trước đã, để mình từ từ mình tìm hiểu. Ví dụ như mình sẽ đọc cái thằng này đầu tiên. Rồi, nó đang sử dụng IO util chấm write file. Rồi, cái file như thế này. Đây, đường dẫn như thế này. Rồi, tiếp tục mình sẽ tìm hiểu về cái bắt kịch IO util. Nó là cái gì? Đấy. Thì mình vô lên Docker của mình của Golang, mình tìm ngay cái bắt kịch IO đó. Đó. Rồi, IO util nằm đây, đúng không? Rồi mình bấm vào đây, mình tìm hiểu đây. Cái hàm write file của nó đây. Thì input đầu vào của nó sẽ là một cái tên của file, cái data mà mình sẽ ghi ra ở cái dạng là một cái mảng byte và một cái file mode, cái permission của cái file đó, và nó trả về một cái euro. Thì euro này là gì thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn sau. Mà tạm thời mình hiểu nó giống như là nó sẽ trả về một cái lỗi cho mình đó. Rồi mình phải xử lý cái lỗi như thế nào thì ở trong những cái video tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn rõ ràng hơn. Ở những phần tới thì với cái function write file này mình có thể đó là ghi một cái dữ liệu xuống một cái file. Và cái permission này á, nó chính là một cái unit file permission bit. Thì hiện tại á, cái lá bài của mình đi, quay lại cái bài của mình đi, thì mình đang có một cái chuỗi string chứ không phải là cái chuỗi bài, mà cái data nó để mà được sử dụng được cái hàm write đó thì mình phải chuyển thành nó là một cái chuỗi bài. Vậy thì mình tìm hiểu cái một cái chuỗi ở trong Go nó được quản lý như thế nào. Thì một cái byte slice có nghĩa là một cái mảng byte, nó ví dụ mình có một cái chuỗi như thế này, chuỗi là xin chào, thì khi mà mình tách nó ra thành một cái mảng byte á, nó sẽ chia từng cái ký tự này ra, mỗi ký tự như thế này nó là một byte. Đó.
Và cái bài này sẽ tương ứng một bài, mỗi bài nó sẽ ứng với một cái con số, các bạn thấy không? Đó, thì đó là giá trị của cái bài đó. Ví dụ chữ chữ x này nó ứng với x lớn nè, x hoa nè, thì nó ứng với con số 88. Đó, thì cái này không phải số đề đâu nha các bạn. À, đừng thấy gì vô quýnh đề nha, quýnh là trúng đó nha. Thì cái chuỗi này á, nó là cái mã ASCII này, đọc sao ta? ASCII, 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 hoặc là ASCII đó, đọc là ASCII, bản ASCII đó, bản mã ASCII. Rồi, mình mở lên bản mã ASCII cho các bạn coi ha. Nó thì ứng với một cái ký tự thì nó sẽ làm với con số. Ví dụ như trong trường hợp của mình chữ X hoa, nó thì nó là số 88 nè, các bạn thấy không? Đó, X hoa 88. Đấy. Rồi, quay lại slide mình đó. Thì một cái chuỗi nó có thể hiểu là một cái mảng bài với mỗi cái ký tự nó là một bài. Vậy thì mình có thể ép kiểu một cái chuỗi nó về một cái mảng bài bằng cái cách, cái cú pháp như vậy, nghĩa là cái kiểu dữ liệu mà mình muốn chuyển về và cái giá trị ở mà mình hiện tại. Đây là cái gọi là cái cú pháp để mà ép kiểu. Thì để mà có thể ép kiểu được á, thì hai cái kiểu dữ liệu nó phải tương đồng với nhau, nó nghĩa là nó sẽ có một cái sự tương thích nhất định, như từ string ra một cái mảng bài. Ừ. Thì nó có thể làm được, nhưng mà mình không thể nào từ cái chữ chị mình ép ép theo kiểu là ép 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 ngược ngạo, nghĩa là từ con bò mà bạn ép thành con vịt thì nó phi lý. Ừ. Thì đây là cái cú pháp để mà mình ép kiểu. Vậy thì làm như thế nào để mà mình có thể là lưu cái bộ bài của mình đang là một cái mảng string về một cái mảng bài đây? Thì đầu tiên là mình phải ghép hết tất cả các cái phần tử trong cái mảng này, nghĩa là từ một cái mảng string mình gom nó lại thành một cái string duy nhất thôi. Và mình sẽ đặt tên cái hàm hàm này là gì ta? Gộp. Gộp gộp chuỗi ha, hay là thành chuỗi đi. Thành chuỗi, thanh chuối, thánh thánh chuối, nó tên là cụ bắp á, đặt tên gì này thôi. Chuyển thành chuỗi string đi rồi đó. Và cái hàm này nó phải trả về một cái string, đúng chưa? Và mình sẽ nghĩ coi là cái hàm này nó có phải là receiver function của cái kiểu nhiều bài của mình hay không. Thì tất nhiên là nó phải là một cái receiver function rồi, nghĩa là mình đang có một cái instance, một cái thể hiện nhiều bài ở đây, và mình gọi cái hàm chuyển thành string của cái nhiều bài để nó trả về cho mình một cái string đó. Thì làm sao để mà mình có thể mình gộp hết cái mảng này về thành một string đó? Thì cách mà gọi là đơn giản nhất là mình đi cái dòng for thôi đó. For qua tất cả những cái phần tử rồi mình cộng chuỗi, đúng không? Đó là cái cách làm căn bản nhất. Nhưng mà may mắn thay cuộc đời may mắn làm sao, vô lăng tuyệt vời làm sao, trong
thư viện chuẩn nó có một cái thư viện string có s đấy, và định nghĩa của nó nè, đây string có s này là một cái bucket implement những cái hàm đơn giản đó, để xử lý chuỗi. Rồi vô cái coi ông này, thì cái ông này nó rất là nhiều hàm, kéo 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 coi 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 coi, thì mình phát hiện ra nó có một cái hàm gọi là join, nghĩa là những cái một cái hàm gộp đấy, cái hàm này nó nhận vào một cái mảng đó và một cái ký tự và nó trả về một cái chuỗi đó, thì cái ký tự này chính là cái ký tự tách, cứ mỗi một phần tử nó sẽ tách nhau bằng cái ký tự này đó. Đây có example nè, các bạn sẽ coi example của nó nè đó, nó có example sẵn cho mình coi luôn nè, thấy sướng không đó, các bạn thấy không, nó có một cái mảng có ba phần tử và nó sử dụng hàm join cái mảng này, và cứ mỗi phần tử nó sẽ cách nhau bởi cái dấu phẩy và một cái khoảng khoảng trắng. Rồi mình chạy thử cái này luôn, nhìn trực quan sinh động luôn, dứt đó, các bạn thấy không, nó in ra nè, phu nè, xong rồi phẩy khoảng cách rồi tới ba rồi phẩy rồi khoảng cách rồi tới pass đó. Thì đây là đúng là những cái thứ mà mình đang cần rồi, đây chính là tương lai của nhân loại. Vậy thì mình sẽ sử dụng cái hàm này luôn. Rồi mình sẽ có bucket string s đó, và mình join, đúng chưa, join một cái mảng đây, và ở đây mình sẽ phân cách những cái phần tử bằng một cái dấu phẩy thôi đấy, bấm lưu lại, và ở đây nó sẽ trả cho mình một cái string, thì đúng là thứ mình đang muốn luôn, thì mình return về luôn, đó là xong rồi. Chạy thử liền, thử nghiệm liền các bạn, có gì đâu. Bây giờ mình sẽ không chạy cái hàm in này nữa ha, mà nhiều lá bài của mình sẽ chuyển thành string. Nó ra được một cái chuỗi đúng không bạn? Giờ mình in cái chuỗi này ra. Đó, mình in cái chuỗi này ra. Rồi, chạy thôi. Go run main.go và bài.go. Đấy, các bạn thấy chưa? Kéo to ra nè. Zoom lên miếng nữa nè. Ui da, điện giật mèo à. Nè, các bạn thấy không? Một cơ, hai cơ, ba cơ. Một rô, hai rô, ba rô. Bây giờ nó chỉ là một cái chuỗi thôi và cứ cách nhau bởi cái dấu phẩy. Đó. Thấy không? Gỗ lăng nó tuyệt vời vậy đó mày. Cái gì nó cũng làm sẵn cho mình hết trơn trời. Rồi, vậy là mình đã có một cái string rồi. Thì từ cái string này, mình sẽ convert nó, mình sẽ ép kiểu nó về một cái mảng bài. Sau đó mình tụt xuống vài. Vậy thì mình tiếp tục mình viết cái hàm gọi là loop file. Loop file là em trai của loop bị. Rồi, cái hàm loop file này mình sẽ truyền vào cái gì đây? Là tên file. Cái string. Để truyền vô cái tên file thôi. Và nó chắc chắn nó cũng phải là một cái receiver function. Đúng không? Dễ hiểu mà, cái receiver function đơn giản. Thì mình dùng cái IO util thôi đúng không bạn? IO util write file với cái tên file. Rồi. Cái byte đây. Thì mình ép kiểu nè, đó mình chơi thẳng tay luôn nè. Thôi viết vậy thì các bạn mất công, các bạn không theo kịp. Đó, từ từ. Giờ mình đầu tiên đi. Mình sẽ là cái data. Đó. Cái data nó sẽ bằng là cái gì? Mình ép về kiểu by. Mảng by. Với cái giá trị là cái string.
Cổ lên nhiều bài này chưa, nhiều lá bài nè. Mình ở đây các bạn đọc cái này bạn hiểu đúng không? Nên là mình lấy cái chỗ này ra rồi mình ép nó về bài đó, cái kiểu dữ liệu là tên là data, cái tên biến là data. Thì đây mình sẽ lưu cái data này xuống luôn. Rồi cái permission này thì các bạn Google search cái unit file permission đó, các bạn sẽ biết nó đại diện cho cái gì. Đây thì cái quyền ở đây mình đọc cái quyền read write căn bản thôi, thì mình sẽ 666 chẳng hạn vậy. Ok rồi, cái hàm này nó sẽ trả dùng cái euro. Thì tạm thời mình chưa có để ý tới cái euro ở đây nha, nhưng mà mình cứ cứ trả cái euro đó về đi, rồi từ từ mình tính tiếp với nó sau. Thì cái function này mình sẽ trả về euro luôn đó. Rồi bây giờ mình test thử cái lưu file của mình nó có chạy đúng hay là không. Rồi bây giờ nhiều lá bài của mình lưu file với cái tên tên file là cờ bạc. Rồi chạy. Rồi bây giờ bạn để ý nè, bên trái nè nó có một cái file mới, nó tên là cờ bạc rồi các bạn. Bấm vô thử coi nó ra cái gì nha. Nhờ, ồ, nó chính là cái chuỗi này luôn. Chính là cái chuỗi này luôn nè các bạn, thấy không? Đó. Đó, vậy là coi như là mình đã làm xong cái function lưu xuống file. Rồi. Sau khi mà mình lưu xuống file rồi thì tất nhiên mình phải có nhu cầu là mình đọc lên từ file. Thì đã ghi ở đây rồi, ghi ở trong bucket IOU tiêu rồi, thì chắc chắn là khi mà đọc ra mình cũng nghĩ nó nằm ở đâu đó trong cái bucket đó thôi. Chưa, mình quay lên lại cái IOU tiêu này coi. Thì đâu rồi? Đây. Ông có cái hàm là read file. Này, nó đọc file, truyền vào một cái file name. Và nó trả về cái gì vậy? Một cái mảng byte và một cái euro. Có nghĩa là nó không phải trả về một cái string, nó không phải trả cái chuỗi bình thường, mà nó trả về một cái mảng byte. Thì bây giờ mình sẽ implement cái function để đọc từ file lên ha. Mình tạo ra cái function này, nghĩa là mình đọc một cái file lên và mình tạo ra được một cái đối tượng kiểu giá trị là cái kiểu dữ liệu của nó là nhiều bài, đúng không? Thì nó sẽ là tạo bài từ file và truyền vào tên file. Trả về cái gì mà mình sẽ trả về ở đây là một cái kiểu dữ liệu nhiều bài và một cái lỗi nếu có lỗi xảy ra. Được chưa? Rồi, thì đầu tiên là mình sẽ đọc từ cái file nó ra, nghĩa là mình đọc từ cái file ra, đọc cái giá trị từ cái file ra. Đó, mình đọc giá trị từ file ra. Thì nó là IOU tiêu nè. Read file. Mình đưa vào tên file nè. Và mình nhận về data và euro. Rồi, bây giờ mình phải xử lý với cái euro này như thế nào đây?
Bây giờ mình sẽ xử lý cái thằng arrow này luôn nè các bạn. Trong trường hợp nó, bây giờ ví dụ như trong trường hợp nó đọc file đi mà nó bị lỗi gì đó, nó không không đọc được cái file này, thì mình nó sẽ trả về cho mình cái error, một cái lỗi đó. Thì mình phải làm gì với nó bây giờ, đúng không? Mình phải xử lý cái lỗi này chứ, đúng không? Trong trường hợp này mình chỉ cần trả gì mình như bài thôi, mình không có trả về error, thì error mình xử lý luôn đây luôn. Đây. Ví dụ như trong trường hợp này cái error của nó bị lỗi, nó có error, nghĩa là cái error nó khác nin. Cái nin này nó có nghĩa là rỗng, empty, không không là cái gì hết, nó là rỗng á. Nghĩa là cái error này nó không rỗng, nghĩa là có lỗi. Thì trong trường hợp này mình làm cái gì? Xử lý như thế nào? Đó, mình phải xử lý như thế nào? Cái đó là cái câu hỏi mà mình phải đặt ra. Nhưng mà trong cái bài này thì tạm thời mình cứ trả về cái error đó. Sao ta? Thì mình nên xử lý luôn rồi. Hay xử lý luôn trong này đi ha. Ví dụ như giờ mình có error. Rồi, mình xử lý luôn. Thì sẽ khi mà cái trường hợp cái lỗi xảy ra thì mình sẽ có hai trường hợp. Một là mình sẽ trả về một cái nhiều bài này bằng cái function này luôn. Nghĩa là ok, nếu mà tôi đọc từ cái file đóng được, tôi tạo ra cái giá trị default và tôi trả về. Giá trị default của tôi là chính là bằng cái tạo nhiều bài ở trên nè. Thì đó cũng là một cái cách để mà xử lý. Cách thứ hai ở đây thì mình sẽ ví dụ như mình đọc không được cái file này thì mình thoát app luôn, thoát cái ứng dụng này luôn, mình tắt luôn, nghỉ, không không chạy nữa, nhưng nó bị sai rồi, bị lỗi rồi, không chạy nữa, ngưng ứng dụng luôn. Thì trong trường hợp này thì mình sẽ unlock ra đó, mình sẽ in ra một cái lỗi gì đó, đúng không? In ra cái hàm log.printf này là để mình in log ra mà. In cái log ra nghĩa là để mà mình biết là nó đang bị cái lỗi gì. Không, nghĩa là chứ tự nhiên đang chạy tắt cái bục. Nó mình không biết nó có vấn đề gì hết thì mình đây mình tới in cái log ra để mình biết. Rồi ok. Đọc file không được và đưa vào cái lỗi đó thì nó là phần trăm v, các bạn để phần trăm v vào đó. Cái phần trăm v này ở trong Go nó rất là lợi hại nha. Cái gì bạn không biết mình cứ để phần trăm v vô là nó chạy, nghĩa là khi mà có lỗi xảy ra thì đầu tiên là mình sẽ in một cái dòng log là chỗ này là đọc file không được với cái lỗi này, và đồng thời mình thoát cái ứng dụng luôn. Thoát ứng dụng luôn, nó có cái hàm là os.exit. Thoát ứng dụng. Thì cái hàm os.exit này nó làm cho cái chương trình đang chạy hiện tại nè, nó thoát ra. Nếu như mà này gọi là như là theo quy ước thôi, nghĩa là nó truyền một cái code, cái số, và cái số này á nó là số 0 á, nghĩa là cái ứng dụng này chạy thoát cách bình thường, thành công, không có vấn đề gì xảy ra hết. Còn nếu như mà khác không, nó sẽ là lỗi. Và cái con số thì nên đi từ 0 tới 125 thôi. Ví dụ đây mình cho nó số 1 thôi. Nó đơn giản. Thoát luôn. Thoát khỏi hệ thống luôn. Đó. Rồi. Nếu như trường hợp xảy ra nó thoát luôn. Nó dừng ngay tại đây. Nó không chạy nữa. Rồi.
Còn nếu như trường hợp nó không có lỗi, nghĩa là data này mình có dữ liệu nè, thì từ cái dữ liệu đó, cái bài này mình có thể convert lại được, nghĩa là mình ép kiểu lại về một cái string, đúng không? Cái chuỗi chuỗi bài có ông chó lâu lâu ông hù giật mình luôn này. String nghe tôi giảng hay quá, nghe tôi nói hay quá, lâu lâu cứ ông cứ ông đứng lên ông khen bất chợt đó chưa đó. Gâu 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 biết rồi, đang dạy có gâu 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 gì, tao có dạy Java đâu. Rồi quay lại thì từ cái data này mình ép nó về, ép kiểu về string, nó ra được một cái chuỗi. Thì cái chuỗi này nó chính là cái chuỗi này nữa, mà chuỗi nãy mình lưu xuống một cơ, hai cơ, ba cơ, một rô, hai rô, ba rô. Thì từ cái chuỗi này, một cái string này, mình làm sao mình để mà mình tách ra nó thành một cái mảng như thế này đó, phải thành một cái mảng như vậy mới được. Thì may mắn là trong cái bucket string.s nãy á, nó cũng sẽ có cái hàm nó xử lý giùm mình luôn rồi, xử lý luôn, nghĩa là nó sẽ cắt cái chuỗi đó thành những cái chuỗi nhỏ hơn, và cái hàm nó sẽ là cái hàm sleep này. Sleep đó thì nó cắt một cái chuỗi này ra thành một cái mảng chuỗi với cái ký tự này, là chính là cái ký tự phân cách. Là trong trường hợp của mình, cái ký tự nó sẽ là cái dấu phẩy này, nghĩa là cứ mỗi lần nó gặp dấu phẩy nó cắt cái bụp, nó thành một phần tử, cắt cái phẩy thành cái bụp, cái là một phần tử. À, vậy thì cái nhiều bài của mình, nhiều lá bài, nó sẽ bằng là nhiều bài với cái dữ liệu sẽ là chuỗi bài string string sleep sleep, và cái chuỗi ban đầu mình đưa vô chính là chuỗi bài, và ký tự phân cách của nó sẽ là dấu phẩy. Rồi nó lỗi gì đây? Cannot use type as type string in slide literally là sao ta? Đang nói gì đây? Thôi vậy là mình làm từ từ đi, mình làm từ từ ha. Đầu tiên là mình cắt cái này ra thành cái mảng nè, mình cắt ra và mình ép kiểu cái mảng này về là nhiều bài. Đúng chưa? Và mình return nhiều lá bài. Đó. Coi như là mình hoàn thành. Đầu tiên là mình đọc từ file ra được dữ liệu. Tới cái dữ liệu một cái mảng bài, mình ép nó về chuỗi string. Từ chuỗi string mình cắt nó thành một cái mảng. Rồi cái mảng đó mình ép kiểu nó về nhiều lá bài. Đó. Thì tới đây là coi như là mình hoàn thành rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử. Chạy thử nha, mình lưu cái file này lại rồi đúng không? Đầu tiên là mình tạo ra đó, xong rồi mình
No. Lũ cái phải. Ok. Hai hàm này lá chính làm lũ phai này lá chạy được rồi. Bây giờ thí dụ như mình tạo ra nhiều lá bài, đúng không? Mình thêm một lá vào, đấy, thêm một lá vào. Thêm một lá vào bằng pen nhiều lá bài và mình thêm lá chính cơ, nghĩa là thêm cái lá chính cơ vào đây và mình in ra để xem cái giá trị sau khi mình thêm vào là cái gì. Rồi, nghĩa là khi mình tạo ra, đầu tiên là mình tạo ra được mớ lá bài nè, mình thêm nó vào. Cái tạo nhiều lá bài này nó cũng y chang cái giá trị này nữa mà, đúng không? Đó, và sau đó mình đọc lên, mình đọc cái file lên, nghĩa là mình sẽ cho cái nhiều lá bài này nó chính bằng là tạo bài từ từ file, nghĩa là mình đọc cái file cờ bạc này lên. File cờ bạc này chỉ có 1 2 3 1 2 3 thôi, nó không có 9 cơ, thì mình đọc vô, mình truyền vô cái file là cờ bạc nè, đọc lên và mình lại in cái cờ bạc lại một lần nữa, một lần là mình sau khi mình đọc lên mình in nó ra xem coi kết quả của nó là cái gì ha. Đi. Rồi mình chạy ha, chạy thử còn kết quả nó như thế nào ha. Chạy thì các bạn thấy nè, lần đầu tiên chạy nó in ra nó có còn 9 cờ, sau đó nó đọc cái file cờ bạc, trong file cờ bạc này chỉ có 1 2 3 1 2 3 đó, thì nó đọc lên và nó lúc này nó in ra thì nó chỉ còn 1 2 3 1 2 3 thôi, như các bạn thấy ở đây. Vậy là coi như là mình đã hoàn thành xuất sắc cái chỗ tạo bài từ file rồi. Vậy thì lúc nãy là mình có xử lý cái error, đúng không? Thì trong trường hợp này mình đặt cái vậy, ví dụ trong trường hợp này mình thêm gõ sai cái tên file đi thì khi chạy nó sẽ như thế nào, chạy thử nha. Đấy, thì lúc đầu nó tạo ra, nó append vào nó vẫn in ra được, sau đó nó đọc lắp đọc cái bộ bài này từ file lên và nó báo này các bạn, cái log mình nó in ra nè, đó, đọc file không được đó, sau đó là tới cái lỗi nè, open cờ bạc một no seed file or directory, và sau đó là tới cái lệnh exit với status một. Đó, nghĩa là nó nhảy vô trong đây nè bạn. Thấy chưa? Bạn thấy không? Nó đọc file không được và nó exit với cái status 1. Đó, nó báo là không có file. Đó, các bạn thấy không? Nghĩa là các bạn phải phải nhớ giùm mình cái chỗ này nha. Trong Go nó không có cái gọi là tự động xử lý lỗi chung chung gọi là try catch, giống như trong Java, anh Java trước khi gọi một cái hàm gì đó bay vô try xong rồi cái catch exception ở dưới mình xử lý in log ra nó rất là đơn giản. Còn ở trong Go nó rất strict cái việc là mình phải tự xử lý cái lỗi khi có cái vấn đề xảy ra, là mình không thể mình bỏ qua cái lỗi đó được. Đó, một khi mà đã có lỗi xảy ra mình phải xử lý tương ứng với từng cái lỗi. Cái việc xử lý error trong Golang nó là cực kỳ quan trọng, đó là một cái ghi chú của mình dành cho các bạn nhớ nha, nó là cực kỳ quan trọng đó. Vậy là cái function của mình tới đây là coi như nó hoàn thành, coi như là cái video mình tới đây cũng là kết thúc, cho nó ngắn gọn tới đây thôi đó, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau, mình sẽ tiếp tục tìm hiểu nhiều thêm nữa về Golang các bạn.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.